Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với nhân vật đầu tiên của ngày hôm nay. Tên Toài. Tên Hồng. Tên Lào. Tên Dâu. Tên Trang. Tên Báo. Tên Thần Long. Bà trong clip vẫn còn rất là linh hoạt. Minh mẫn lắm. Minh mẫn. Đúng rồi. Và khả năng nhận biết vẫn rất là tỉnh táo. Không, không, không. Đó là con người nhắc tuồng. Bà bịt mắt lên, mặt lụm trái cam lên, cái trong là trái cam, cái bà là trái cam. Nhắm mắt cái lụm lên, cái là trái xoài, cái bà là trái xoài. Chỉ thôi, ta làm sao mình biết được. Không, cái này thiệt đó anh. Bởi nhìn mắt bà đó còn sáng lắm. Ủa, anh còn long lanh lắm. Đang đeo mắt mà. Đâu, bà mở ra đó. Đây, sở dĩ mình nhìn cái clip này mình nói là đây có sắp đặt. Tại vì trái cây toàn là trái cây giả không? Đúng rồi. Chứ không phải là trái cây thiệt. Nói chung trái cây mà còn giả thì tình huống này chắc chắn là giả rồi. Xin cho gợi ý đi, anh nói ngay là bà làm gì liền nè. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với năm gợi ý của chương trình. Cô Trần Huỳnh Xuân, 81 tuổi. A. Đánh đàn organ. B. Nói thông thạo 3 thứ tiếng. C. Đánh đàn violin. D. Nói thông thạo 4 thứ tiếng. Và E. Tất cả đều sai. Có thể bà là bà nói thông thạo nhiều thứ tiếng. Tại sao anh Linh lại nghĩ như vậy ạ? Anh nghĩ rằng với cái nhanh nhạy của bà đó, cái tinh thần của bà thì chắc chắn rằng bà còn rất là minh mẫn. Và khi đó thì bà có thể nói với người ta 3-4 thứ tiếng luôn. 3 thứ tiếng. Đúng rồi. 3 thứ tiếng. Vì sao như vậy? 4 thứ tiếng. Chắc chắn bà sẽ nói 4 thứ tiếng. Bởi vì bà đưa 4 ngón tay. Tôi nói 4 thứ tiếng. Ờ, cũng hay. Cơ sở là 4 ngón tay thôi. Hay. Nhưng mà 4 thứ tiếng là tiếng gì? Tiếng Việt. 1. Tiếng Anh. 2. Ngày xưa chắc là có thể tiếng Pháp. Pháp. 3. Tiếng Nga thì chắc không. Không. Có thể bà nói tiếng nước anh em thôi, Campuchia. Không. Theo anh là bà ngoại đây nói 3 thứ tiếng. À. Tại vì nhìn nét của ngoại là người của ngoại là có lai Campuchia. Thành thử ra biết nói tiếng Việt là 1, biết nói tiếng Campuchia là 2, hoặc là tiếng Thái. Chứ còn không biết Anh đâu. Coi như là cỡ này là không biết Anh tiếng Anh. Coi như anh là chọn 4 thứ tiếng đúng không? 3. 3 hả? Anh là B, em D. Còn chị Ốc hả? Em nghĩ là tất cả đều sai đấy. Sai. Vậy theo em thì bà làm nghề gì? Em chưa nghĩ ra. Nhưng mà em chỉ có cảm giác là trông nhìn bà không phải là một người hợp với những người có xu hướng nghiên cứu. Để cảm thấy bà đi. Là một người phải lao động chân tay nhiều hơn. Anh cảm coi thấy cái tay bà coi nha. Không, người Campuchia em biết không, càng lớn tuổi thì cái em đã xem lại mấy cái đầu ngón tay. Dạ, anh đã thấy được điều gì ạ? Xuất hiện rất nhiều thứ mà anh đang nói đến. Đó là gì? Hai cái ngón tay của bà nó có vẻ là nó hơi chai chai. Có thể là bà đánh đàn organ. Không, em cảm thấy ngón tay này không phải là ngón tay chơi đàn. Dù là piano hay organ. Khó quá. Thôi đúng chốt đi cãi đó. Đúng sai cũng chốt luôn. Bây giờ anh là gì? B. B là thông thạo 3 thứ tiếng. Yes sir. Anh Linh. Em là đánh đàn organ. Em xin mời cháu ạ. E. Tất cả đều sai. Để biết được tài năng mà cô Xuân mang đến chương trình là gì, anh xin mời quý vị khán giả cũng như là ban bình luận, chúng ta sẽ cùng xem đoạn clip sau. How many days are there in a week? Tôi tên Trần Huỳnh Xuân, đi dạy kèm, dạy môn tiếng Anh, dạy hồi tôi 18 tuổi, tới giờ tôi 81. Hồi nào giờ không có xin đi dạy ai hết á, tại vì mình đi xin người ta từ chối mắc cỡ, không có đi xin. Nhưng mà Chúa khiến phụ huynh đi kiếm tiền. Mấy tháng trước bà chưa có té đó, bà đi xe đạp bà dạy,
Thành ra vào dạy cũng nhiều nhiều, 4 năm em một trong ngày. Rồi bây giờ đi bộ và giới hạn dạy chừng 3 em. Ba son, ba son, ba mẹ. Ba thích đàn hồi nhỏ, là hồi nhỏ bà học mandolin, nhưng mà bây giờ già rồi chỉ có đàn ọt thì nó mới nằm im cho mình bấm dễ. Chứ còn giờ bà rời các dụng cụ khác thì cầm không nổi. Học được 2 năm rồi mà cô giáo không có rầy, bà tiếp thu chậm. Đàn hai tay rồi nhịp chân mà làm không có ăn khớp, cứ sợ cô giáo bỏ mình nè. Bà cứ năn nỉ cô giáo đừng có bỏ bà, chứ bà không bỏ cuộc đâu. Nhưng mà bây giờ thì được 2 bài rồi, cô giáo mới khen. Cơm nước rồi này kia xong rồi cái thì bà đàn, chừng nào buồn ngủ thì đi ngủ, còn ngồi đàn hoài. Khi mà bà đàn được bản nhạc á, bà cảm thấy như là cái tiếng nhạc nó nói hết cái tiếng lòng của mình. Hồi xưa bà học giỏi lắm, bà xin đi tu thì ba bắt về, tại vì bà trốn nhà bà đi tu, nhà bà không có đạo, cái ba bắt về, ba gả, bà lập gia đình vô phước. Người chồng không lụi cho anh giao, tại cái tội bà viết cái thơ tiếng Pháp. Bà bồng mấy đứa con, bà vô cô nhi viện, bà trốn, bà dạy học. Giờ không có ao ước gì hết, giờ cứ mở mắt ra dạy, rồi dạy xong rồi ăn uống rồi học đàn. Trong lòng bà an ổn, ngày nào bà cũng tập đàn hết, giống nít vậy á. Bà cô mà thấy bà đàn giống bà khoái lắm. Bà giống nít lắm bà. Con chào ba. Dạ, tụi con chào bà. Con mời ba ngồi. Ba ơi. Dạ. Bà thích đánh đàn lắm đúng không? Dạ, bà thích đánh đàn. Bà học được nhiều bài chưa? Dạ, học được 2 bài. Bài. Bà ơi. Dạ. Bà ở tỉnh nào? Dạ, ở tỉnh Trà Vinh. Ở Trà Vinh lần hả? Dạ. Bà nói được mấy thứ tiếng? Dạ, tiếng Anh, tiếng Pháp với tiếng Hoa. Tiếng Việt hả? Tiếng Việt. Là đó. Bà ơi, bà đờn được 1-2 bài hả? Dạ. Cái đó là bà học lâu chưa? Dạ, học 2 năm rồi. 2 năm rồi sao được có 2 bài à? Tại không có đàn. Rồi cô giáo mới xin cây đàn cho bà. Rồi bà mới có bà vợ. Vậy hả? Dạ. Bà để dành tiền mua cây đàn. Rồi cái cô giáo nói thôi để ăn đi, cô giáo xin cây đàn cho. Sao mà bà đam mê đàn organ dữ vậy bà? 81 tuổi mà bà còn đi học đàn nữa. Bà thích hồi nhỏ lận. Hồi nhỏ bà học mandolin. Nhưng mà sao hồi nhỏ bà không học đàn này mà giờ bà bị có mẹ ghẻ thì không có học được. Rồi cứ chập chờn đó. Học được chừng rồi bỏ. Bà hát lắm mà. Bà ơi bà, sao bà học đờn bà không học hát đi? Dạ có tập hát nữa, bà hát hay lắm á. Lát bà hát cho nghe. Vậy là bây giờ bà trình diễn cái tiết mục đàn của bà cho tụi con nghe được không bà? Dạ, bà đàn 1 bài nha. Rồi, dạ. Xin mời bà. Dạ. Thank you.
mi fa sol la sol fa mi re re mi fa sol fa mi re do sol fa si do 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 si la sol sol la si do do si la si do re mi fa sol la 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 re mi fa sol mi re mi fa si si do re mi do. Trời ơi, thấy thương quá bà. Hồi xưa giờ con không nghĩ là 80 mà còn đi học đàn nữa. Hồi nãy bà nói với cô giáo, bà nói là con đừng có bỏ bà nha, dạy bà đi đừng bỏ bà, trời ơi đứt ruột. Bà nói câu đó không ai bà dạy. Bà sợ cô giáo bỏ lắm. Dạ. Tại vì bà ghiền đàn lắm. Ghiền đàn lắm bà con hả? Con thấy là cô giáo thương bà lắm. Không có bỏ dạ, bà đâu. Không có bỏ bà đâu. Giờ bà hát đoạn nào đó cho tụi con nghe đi. Đây là bà hát bài Triệu Đóa Hoa Hồng luôn đi. Bà thích bài đó mà. Dạ thích. Dạ. Bà hát cho nghe nghe. Dạ. Hát chung bà ha. Một chuyện tình yêu anh hoa xế gửi trong tranh vẽ những nỗi buồn. Lòng anh thầm mơ nàng ca sĩ. Cô gái rất yêu bông hoa hồng bằng tầng một đại dương hoa hồng thắm. Cho nàng ca sĩ anh yêu thầm và căn nhà xinh anh đã bán bằng giọt máu nóng trái tim mình. Dạ hay lắm bà. Lúc nào bà buồn thì bà làm gì bà? Đi vô gym tập á. Gym hả? Trời ơi. Bà tập sao? Bà không có nhức khớp à, bà thấy cưng quá à. Trời ơi, 81 tuổi đi tập gym nè, đi học đàn piano nè, đi dạy tiếng Gan, tiếng Anh nè, tiếng Anh tiếng Pháp nè, tiếng Hoa, biết hát nữa chứ. Biết hát nữa. Thưa bà ơi, bà có thể chia sẻ thêm với tụi con về cái cuộc đời đi dạy học của bà được không bà? Tại vì con thấy là bà dạy mà đến bây giờ luôn mà bà vẫn còn đi dạy các bạn học sinh đúng không bà? Bây giờ mà cô cho đầy đủ tiền cô biểu ở nhà cũng không ở dạ. Nhớ tụi nó dạ. Sáng nay nó đem về 10 điểm nó khoe. Bà mừng lắm đúng không bà? Dạ. Bà hiện nay bà ở với ai? Dạ ở mình. Rồi mấy con có biết bà ở đâu không? Bà không cho biết. Nó cũng có điện thoại nó hỏi thăm thì thôi bà lo bà đi dạy bà không có. Trời ơi, bà phải cho con cháu biết chỗ ở bà để con cháu về chăm sóc cho bà chứ. Đã bao nhiêu lâu rồi bà không gặp con của mình à? Bao nhiêu lâu rồi bà không có gặp con? Dạ năm 96 tới giờ. Trời ơi 12 năm. Không, 22 năm. 22 năm rồi. Nhưng mà liệu con cháu của bà có biết chỗ ở của bà hay không chứ? Con nghĩ rằng á là nếu con cháu biết chỗ ở của bà thì con cháu sẽ tới thôi. Dạ. Con có nhớ một cái câu á là cuộc đời giống như là một quyển sách vậy đó. Nếu mà đọc tới cái đoạn buồn á thì mình cứ lật trang sang khác. Dạ. Và con thấy là cái cách sống của bà y chang như vậy. Dạ. Mấy cái chuyện buồn thì bà không có nhớ, bà chỉ nghĩ đến những chuyện vui và lạc quan và làm những cái chuyện có ích cho cuộc sống thôi. Bà cảm ơn cô. Dạ. Tụi cảm ơn quý cô, quý cậu. Bây giờ thì chương trình tụi con có một cái món quà nhỏ gửi đến bà. Dạ. Bà ơi, tụi con có những món quà này gửi tặng bà ha. Dạ. Đầu tiên là cái máy trợ thính. Dạ. Cái máy để bà đeo nghe dạ, đó dạ. Rõ. Nghe rõ dạ, hơn dạ. Để bà có thể trò chuyện với bạn bè dạ. Có thể học đàn dạ. Có thể nói chuyện với cô ca dao dạ. Cô ca dao tuyệt vời lắm dạ. Bà nhờ đây sắp vải. Bà nhờ cô ca dao đó rồi dạ. May cho bà một bộ đồ cho nó đẹp. Thiệt đẹp dạ. Dùm tụi con dạ. Ha. Và đây một cái túi để bà có thể đi tập gym dạ. Đi dạy hoặc là bà đi đến nhà thờ dạ. Dạ. Dạ bà thấy sao bà? Dạ cảm ơn quý cậu với lại quý cô Chúc bà vẫn cười như thế.
mà vẫn nhiều cái năng lượng như thế, vẫn nhiều niềm vui như thế. Và tụi con mong lắm là con cháu của bà đã sẽ xem được chương trình này, sẽ về gặp bà, bỏ qua hết đi bà nhá. Bây giờ mình còn lại con cháu rất nhiều và mong rằng gia đình sẽ gặp lại với nhau, sẽ cùng trò chuyện với nhau, sẽ cùng chia sẻ với nhau, yêu thương nhau nhiều hơn bà nhé. Dạ, chúc bà mãi mãi thanh xuân. Bà ơi, bây giờ ngày hôm nay con sẽ dẫn bà đi khám tai nè, để cho bà có thể nghe được âm thanh hàng ngày rõ hơn, cũng như là nghe được tiếng nhạc rõ hơn để mình học đàn nha bà nhé. Dạ, đây ạ. Con dẫn bà đi nha. Mình khám ở đây nha bà. Thì hồi nãy giờ mình đã khám cho bà rồi thì không biết là cái mức độ cái tay của bà đang bị khoảng như thế nào ạ? Sau khi cái kết quả đo được thì bà cụ ở bên tay phải cái mức độ nghe kém rất nặng, mà người ta dùng cái từ điếc đặc, không còn nghe gì nữa. Như vậy vấn đề của bà là cái vấn đề khắc phục cái chuyện nghe kém này, phải hỗ trợ một cặp máy trợ thính để cho cái tai mình làm việc, thì cái đầu mình mới minh mẫn, mình mới yêu đời, mình mới thanh xuân. Con nói nhỏ vậy nè, bà ơi, bà có nghe con nói rõ không? Bà nghe không bà? Nghe. Giờ nghe rất là rõ luôn á. Nhưng mà bây giờ bà được chương trình nè hỗ trợ cho mình cái máy trợ thính vậy rồi, để giúp cho bà thuận tiện hơn trong cuộc sống. Với lại mình học đàn dễ hơn nữa, bà có vui không bà? Mình biết ơn dữ lắm. Mình ráng mình làm cho tốt, đàn cho hay.